Xin chào quý vị và các bạn. Từ ngày mai, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh yếu ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, nên mưa dông sẽ quay trở lại trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Cục bộ sẽ có mưa to, tập trung chính tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Cạn và Cao Bằng. Thời điểm mưa tập trung vào chiều tối và đêm có thể đi kèm các hiện tượng cực đoan trong cơn dông như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ ở mức dễ chịu, trưa chiều là 29 đến 32 độ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mai do cũng chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa như tại Bắc Bộ nên mưa sẽ có xu hướng gia tăng trở lại, cục bộ có mưa to và dông về thời điểm ban đêm. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế sẽ là từ 30 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa dông sẽ có thể xảy ra ở diện vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, có thể có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở các tỉnh Tây Nguyên, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất là 32 đến 35 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, ngày mai tiếp tục là một ngày nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 35 đến 36 độ. Tuy nhiên, số điểm đạt mức nhiệt này sẽ giảm đi và tập trung ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Trên biển, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ có mưa rào và dông vài nơi, rồi có cường độ không quá cấp 5. Nhiệt độ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt là 27 đến 33 độ và 28 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.